Cô thân chào các em học sinh thương mến. Chúng ta đã biết và quen thuộc với nhiều cây có hoa như là cây hoa phượng, cây hoa hồng, cây hoa lan, cây mít, cây vú sữa, cây lúa, vân vân. Chúng cũng còn được gọi chung là những cây hạt kín. Tại sao vậy? Chúng khác với cây hạt trừng ở đặc điểm quan trọng gì? Hôm nay cô trò mình tìm hiểu nhé. Chúng ta học bài 44, hạt kín, đặc điểm của thực vật hạt kín. Thì ở bài này, chủ yếu là chúng ta ôn lại các kiến thức đã được học. Đầu tiên, chúng ta tìm hiểu về cơ quan sinh dưỡng của cây. Đây là cây cải có hoa. Các em hãy xác định cho cô, cơ quan sinh dưỡng của cây cải bao gồm những bộ phận nào? Cái cơ quan sinh dưỡng của cây cải bao gồm có thân, có rễ và có lá. Chúng ta tìm hiểu về bộ phận sinh dưỡng của cây, đó chính là thân. Hình này quen thuộc không các em? Đó chính là hình 13.3 trang 44. Có mấy dạng thân? Kể tên. Chúng ta có 3 dạng thân: thân đứng, thân leo và thân bò. Bây giờ trong nhóm thân đứng này gồm có những cây: đa, cây dừa, cây cỏ mần trầu. Nhóm thân leo thì gồm có cây đậu, cây bìm bìm và cây đậu Hà Lan. Nhóm thân bò thì có cây rau má. Bây giờ trong thân đứng người ta lại chia ra làm 3 loại nữa: thân gỗ, thân cột và thân cỏ. Thì cây đa là nhóm thân gỗ cứng cao có cành. Cây dừa thân cột cứng cao hỏng có cành. Và cây cỏ mần trầu mềm yếu. Các em thấy nó mềm yếu không? Thấp nữa nè. Trong nhóm thân leo thì chúng ta có hai loại leo: leo bằng thân quấn và leo bằng tua cuốn. Thì cây mướp này leo bằng tua cuốn, các em thấy những cái tua cuốn của nó giúp nó leo lên. Và cây mồng tơi là leo bằng thân quấn, thân của nó quấn như một cái giá thể khác. Thân bò như là cây rau má thì sao? Thấp nè, bò lan sát mặt đất. Ngoài ra thân còn có những cái biến dạng như có mấy loại thân biến dạng. Chúng ta có 3 loại thân biến dạng. Gồm có thân cũ, thân rễ và thân mọng nước. Thì xương rồng thuộc nhóm thân mọng nước. Khoai tây, su hào, thân cũ, củ gừng, củ dông ta là nhóm thân rễ. Bộ phận sinh dưỡng thứ hai của cây đó chính là lá. Có mấy cách một lá? Chúng ta có 3 cấp: một cấp, một dối và một phòng. Có mấy nhóm lá chính? Có 2 nhóm lá chính là lá đơn và lá kép. Cách nhận dạng lá đơn: ngay dưới chồi nách, cuống chính chỉ mang có một lá thì gọi là lá đơn. Ngay dưới chồi nách, cuống chính mang nhiều lá thì gọi là lá kép. Và những cái lá nhỏ nhỏ này người ta gọi là lá chét. Có 3 kiểu gương lá: gương hình mạng, gương song song và gương hình cung. Ngoài chức năng chính của lá là quang hợp thì lá còn có những biến đổi phù hợp với chức năng sống của nó. Chúng ta xem lá có những cái biến dạng nào để phù hợp với hoàn cảnh sống của nó. Chúng ta có cây xương rồng, lá biến thành gai. Cây đậu Hà Lan, lá biến thành tu cú. Cành mây thì lá biến thành tài móc. Củ dông ta thì những cái lá vảy này, lá dự trữ thì bẻ lá phình to ra ở củ hồng. Và lá bắt mồi, các bạn thấy con mồi nằm ở bên trong cái bình. Bộ phận sinh dưỡng thứ ba của cây đó chính là rễ cây. Có mấy dạng rễ chính? Rễ cọc và rễ chùm.
ngoài hai dạng rễ chính là rễ cọc và rễ chùm, cây còn có những cái dạng rễ biến dạng nữa như là rễ củ, rễ móc và rễ thở, xác muối. Chúng ta tìm hiểu về cơ quan sinh sản của cây. Chúng ta sang phần 2. Cho cô biết cơ quan sinh sản bao gồm có những bộ phận nào? Ở cây, cơ quan sinh sản bao gồm có hoa, quả, hạt. Chúng ta tìm hiểu về cấu tạo của một bông hoa. Hoa gồm có các bộ phận nào? Gồm có thì trong các bộ phận trên, bộ phận nào là bộ phận quan trọng nhất? Nhị và nhụy sẽ là bộ phận quan trọng nhất của hoa. Và cũng dựa vào bộ phận sinh sản chủ yếu của hoa là nhị và nhụy mà người ta chia hoa làm hai nhóm chính là hoa đơn tính và hoa lưỡng tính. Thế nào là hoa đơn tính? Hoa đơn tính là hoa chỉ có nhị hoặc nhụy trên một bông hoa. Hoa lưỡng tính là hoa có cả nhị và nhụy trên một bông hoa. Bài vừa rồi kiểm tra 15 phút. Các em làm trước khi nghỉ Tết, các em bị sai rất là nhiều. Các em không nhận dạng được hoa đơn tính và hoa lưỡng tính. Và người ta cũng phân chia các nhóm hoa dựa vào cách xếp hoa trên cây. Người ta chia hoa thành hai nhóm luôn, là hoa mọc đơn độc và hoa mọc thành cụm. Các bạn thấy mà hoa mọc thành cụm như là hoa lan, hoa bự, và hoa mọc đơn độc như là hoa nhâm bụt, hoa ly. Các bạn nhìn thấy không? Các em có nhận xét gì về cấu tạo hoa, cách xếp hoa và màu sắc của hoa ở cây hạt kính? Chúng ta thấy là cấu tạo nè, màu sắc và cách xếp hoa rất là đa dạng. Chúng ta sang tiếp bộ phận sinh sản thứ 3 của cây, đó chính là quả. Có mấy nhóm quả chính? Quả khô và quả thịt. Thì nhóm quả khô cũng chia làm hai loại luôn, là quả khô nẻ và quả khô không nẻ. Quả thịt cũng chia làm hai, quả mọc và quả hạch. Các bạn thấy bên trong quả chứa gì? Bên trong quả chứa hạt. Và các bạn thấy táo nè, đu đủ nè, chanh, đậu Hà Lan, quả mơ, cà chua, quả trò, tất cả những quả này bên trong đều có hạt. Và hạt này nó được hình thành do nõn biến đổi thành. Ở hoa, các lá nõn khép kín thành bầu, mang nõn ở bên trong. Do đó, khi tạo thành quả, thì hạt do nõn biến thành cũng được nằm trong quả. Và hạt như vậy, người ta gọi là hạt kín. Cái nhận xét gì về môi trường sống của cây? Môi trường sống của cây rất là đa dạng. Vì sao thực vật hạt kính lại có thể phát triển đa dạng phong phú như ngày nay? Thực vật hạt kính lại có thể phát triển đa dạng phong phú như ngày nay vì cơ quan sinh dưỡng phát triển đa dạng. Cơ quan sinh sản cũng vậy luôn. Và chúng là nhóm thực vật có hoa, quả. Hạt nằm bên trong quả, cho nên hạt nó sẽ được bảo vệ tốt hơn. Đó là một cái đặc điểm giúp cho nó phát triển đa dạng.
Ngoài ra, chúng ta thấy môi trường sống của cây cũng rất là đa dạng. Cho nên, thực vật hạt kính phát triển đa dạng phong phú như ngày nay. Giữa cây hạt trừng và cây hạt kính có những cái đặc điểm gì phân biệt, trong đó điểm nào là quan trọng nhất? Chúng ta thấy giữa cây hạt trừng và cây hạt kính cũng đều có hạt hết. Nhưng cây hạt trừng thì không có hoa và quả, còn cây hạt kính thì lại có hoa và quả. Hạt là nằm bên trong quả, đó là cái điểm quan trọng nhất giúp cho nó bảo vệ tốt hơn so với cây hạt trừng. Các bạn nhớ chưa nào? Về nhà, các bạn chép toàn bộ ghi nhớ hồng trang 136. Và mỗi một cái dấu chấm các bạn nhớ xuống hàng cho cô. Và chúng ta xem trước bài lớp 2 lá mầm và lớp 1 lá mầm. Bài học hôm nay chúng ta đã kết thúc. Cô chúc các em học tốt và nhớ chép bài cho cô. Cô thân chào các em.